Rồi bây giờ đó là trên màn hình đó là thưa quý ông bà quý anh chị em là nghị viên Nguyễn Nam Quang và cũng là phó thị trưởng thành phố Westminster. Thưa quý vị, thưa quý anh chị em đó, vì vậy cho nên đó là hôm qua đó khi mà tôi có livestream với anh tôi có livestream với anh Tài, anh Charlie Nguyễn Mạnh Trí và tôi có meeting về cái vấn đề mà chúng ta đã đạt được ở ngay tại thành phố Westminster. Chúng ta đã đạt được những cái gì và hôm nay có Nam Quang tức là phó thị trưởng thành phố Westminster. Nam Quang xin xin gửi lời chào đến Nam Quang. Sao ông nghị viên có khỏe không ạ? Lên tiếng coi thử có nghe À, dạ vâng, xin chào anh Huy Đức. không? Test ok phải không? Dạ Rồi, âm thanh ok, âm very thanh good. ok. Chúng tôi làm YouTube thì chúng tôi sợ nhất là nói liên tục mà cuối cùng là mất âm thanh được. Xin gửi lời chào đến quý vị khán giả thân thương của Huy Đức TV và quý vị đồng hương của chúng ta ở khắp nơi trên thế giới. Nghe nói là California đang mưa mà trời lại lạnh nữa phải không? Thấy Nam Quang cũng đọc cái long Hồi quotes. hôm hồi sáng nay hồi nguyên một ngày hôm qua trời mưa thưa anh. Và sáng nay nó có mưa một chút xíu nữa nhưng mà bây giờ thì tạnh rồi. Cái đó là lý do tại sao Nam Quang có thể đứng ở ngay trước cái tòa thị chính của thành phố Westminster để mà nói chuyện với anh và thưa thưa chuyện với lại quý đồng hương của chúng ta cũng giống như là những khán giả đang nghe đài của Vâng. VTV. Ngày hôm qua đó thì anh có phỏng vấn anh Charlie Nguyễn Mạnh Trí, có mời được anh Charlie Nguyễn Mạnh Trí. Đúng ra đó thì sẽ có Nam Quang nhưng mà hôm qua thì Nam Quang bận việc lên không được cho nên hôm nay lên livestream để mà chia sẻ. Thì hiện tại ở California đó, khi mà Nam Quang đảm trách cái chức vụ nghị viên và phó thị trưởng đó thì anh có nghe là có chia sẻ được trước nói anh Quý Đức ơi đang vận động về cái trụ cờ, đang vận động về cái lá cờ vàng ba sọc đỏ mà để nó tung bay ngay trên cái thành phố Westminster tức là trong cái khuôn viên của City Westminster. Cái điều này đó thì anh không có tưởng tượng được thực sự đó có hay không, bởi vì đó là cái hội đồng thành phố mà thành phố là của giống như của Mỹ, đất của Mỹ. Thấy không? Đúng rồi Mà anh. bây giờ đó làm sao mà mình có thể là vận động được mà làm quan Nam Quang làm sao mà có thể bây giờ đó là vào mỗi cái tháng tư không biết từ ngày nào mà chúng ta treo được treo cái cờ ngay trong những cái trụ cờ của City Hall thành phố Westminster. Điều này phải nói rất là tuyệt vời. Thì Nam Quang có thể chia sẻ cho quý khán giả biết không ạ? Rồi, dạ vâng, mình sẽ đi từ từ cái chi tiết ở trong cái chuyện này thưa anh. Nhưng mà cũng thưa quý vị cũng báo luôn cho quý vị là vào ngày 3 tháng 8, ngày 8 tháng 3 vừa qua thưa quý vị, là cái ngày mà gọi là ngày quốc tế phụ nữ đó ở phía bên các quốc tế phụ nữ này cũng là có những cái hoạt động nó ảnh hưởng đến khoảng 15 tiếng còn chúng ta thì không có cái ngày đó, chúng ta chỉ có những cái ngày là ngày Mother's Day rồi trong ngày Valentine những ngày là dành cho các bạn xóm này không? Đúng quý vị, ngày 8 tháng 3 là cái ngày mà chúng ta hội đồng thành phố Westminster trong đó có Nam Quang là phó thị trưởng, anh Chí Charlie Nguyễn là thị trưởng thành phố Westminster và cô Amy Van West là cũng là một trong những chiến hữu của chúng ta đã thông qua cũng như nhiều thành phố đã thông qua một cái nghị quyết là treo cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta ở ngay trước tòa thị chính của thành phố Westminster, một cái điều mà 48 năm qua chưa có một cái thành phố nào ở trên nước Mỹ mà có người Việt Nam chúng ta có thể làm được. Đây là một trong những cái sự kiện mà tôi nghĩ là một cái sự kiện rất là quan trọng của cộng đồng người Việt Nam của chúng ta ở thành phố Westminster. Đây là một cái sự kiện chứng tỏ cái sức mạnh chính trị của người Việt Nam đã tới đã lớn mạnh vô cùng rồi quý vị. Quý vị thấy nếu anh Huy Đức thấy ở phía sau cái background ở phía sau của Nam Quang thấy rõ, Nam Quang sẽ đứng dẫn qua một bên để cho quý vị thấy rõ nha. Thưa quý vị, ở ngay ở phía sau lưng của Nam Quang đó, thưa quý vị là ba cái trụ cờ chính của thành phố Westminster đó, quý vị thấy không? Ba cái cụm trụ cờ chính và cái cờ chính giữa là cờ Hoa Kỳ, còn ở phía dưới là cái lá cờ đen là cái cờ của những người lính Mỹ mất tích trong chiến tranh và cái cờ ở phía bên kia là cờ California cũng giống như là cờ phía bên này là cờ của thành phố Westminster. Thưa quý vị, đây là cái gần giống như mình gọi là một cái quảng trường ở phía trước tòa hành chính của thành phố Westminster. Thưa
đây là một cái địa điểm rất là quan trọng, rất là trân trọng cho quý vị, mà chúng ta không thể nào mà chúng ta bỏ qua. Nếu như mà chúng ta vào cái ngày 30 tháng 4 là cái ngày quốc hận, chúng ta tưởng nhớ cái vong linh của các anh hùng tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã vì chiếc công thân, cũng giống như là 58.000 lính Mỹ đồng và những lính đồng minh của chúng ta đã bỏ mình cho cái công việc. Anh chị em ráng nghe đi, từ Việt Nam Quang đó đang ở ngoài trời, đang Nam Quang đang ở ngoài trời, Cali đang mưa, đang gió chứ không phải đang ngồi trong bàn giống như Quý Đức. Âm thanh đương nhiên là không có thể nào nó tốt được, chúng ta cố gắng dùm một chút. Đúng, nó cái âm thanh nó hơi bị gió nhỏ đó. À bị gió, Nam Quang bịt cái lỗ tai lại, bịt cái chỗ đó lại, nói đúng thì rồi. Nó đỡ hơn giống như vậy. Vâng, ok vâng, chứ. Quý vị nghe ok không? Dạ, nói như vậy, nếu mà được như vậy là ok. Nếu là được như vậy là ok, anh cho em chịu khó dùm đi. Ở Cali đang gió mưa bão dữ lắm anh cho. Rồi thưa quý vị, giờ nếu mà như vậy thì nó ok rồi thì. Dạ như vậy là đó, ok. Thưa quý vị, ở ngay ở phía sau lưng của Nam Quang đó là ba cái trụ cờ rất là cao, cao lắm nha thưa quý vị nha, rất là cao. Bây giờ nếu mà Nam Quang đi tới đó luôn á, Nam Quang đi tới đó là thấy Nam Quang rất là nhỏ, trụ cờ cao lắm, thì đây là một trong những cái địa điểm, một cái vị trí mà chúng ta phải treo cái lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta vào cái ngày 30 tháng 4 của quý vị. Đây là cái địa điểm rất là đáng trân trọng để mà chúng ta treo cái lá cờ của chúng ta. Đây là Nam Quang mới nghĩ ra một cái sáng kiến là mình phải đưa cái này lên hội đồng thành phố và phải thuyết phục hội đồng thành phố là phải thông qua cái việc ý nghĩa này. Thì đó là cái việc mà Nam Quang muốn trình bày cho quý vị đó. Là vào ngày 8 tây tháng 3 là cái ngày lịch sử của chúng ta là hội đồng thành phố, trong đó có Nam Quang, Gia Lâm, Hồng Chí và Kim Thăng West đã thông qua cái nghị quyết này. Thì vào tháng 4 tới ngày 23 thưa anh Hoàng Đức và quý vị, ngày 23 cho tới ngày 30 thì chúng ta sẽ treo cờ rủ, thưa quý vị, treo cờ rủ để tưởng niệm các anh hùng tử sĩ Việt Quốc Phong Thân của chúng ta đó, Việt Nam Cộng Hòa. Và đó nó cũng là cái ngày mà chúng ta cũng sẽ tổ chức một cái buổi lễ kỷ niệm ở ngay ở bên cạnh hội đồng thành phố. Đây là công viên tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ mà anh Huy Đức đã có nhiều lần ghé thăm thắp nhang trong những cái lần mà anh Huy Đức đi thăm California, đúng không anh Huy Đức? Bây giờ cho correct Nam Quang cái này một chút, cái lễ đó gọi là tưởng niệm chứ không phải là kỷ niệm nha. Mình nghĩ là trong đầu là tưởng niệm, nhưng mà cuối cùng cái miệng nói đó là kỷ niệm. Okay. Đúng nhất. Đúng, nó phải là tưởng niệm thưa anh. Nếu mà tưởng niệm nói là nó còn nói lộn. Cái đó đôi khi anh em mình anh cũng bị vậy, có khi trong đầu mình nghĩ cái từ này mà cái miệng mình nói cái từ khác. Đúng không rồi, sao đó chuyện nhỏ. Rồi bây giờ đó là cái bây giờ cho anh hỏi là bây giờ cho Huy Đức hỏi, cho bây giờ ông nghĩ mình không xưng anh em được, trên mình không xưng anh em được, phải respect, phải tôn trọng. Bây giờ cho Huy Đức hỏi Nam Quang là cái này, cái idea này là ai nghĩ ra? Cái idea này là idea cho Nam Quang nghĩ ra thưa anh. Nam Quang cho một cái buổi Nam Quang đứng ở trước Council Chamber, Nam Quang có thể switch lại cho quý vị coi cái chỗ mà hội đồng thành phố Westminster họp. Thì trong một cái ngày đây Nam Quang sẽ quay cái đây để cho quý vị coi cái hội đồng thành phố. Đây là cái chỗ mà viên với lại hội đồng thành phố họ họp ở đây, anh, nó gọi là Council Chamber. Còn ở phía xa kia là City Hall. Thì trong một cái buổi Nam Quang đứng ở đây, khi mà Nam Quang làm việc, Nam Quang bước ra thì Nam Quang nói chứ, ủa tại sao một cái nơi mà cái nơi mà đáng để được treo cái lá cờ của cái nơi mà xứng đáng để mình treo cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta thì chúng ta lại không có treo lá cờ ở đây, mà chúng ta, tại vì chúng ta đã treo cờ ở khắp nơi rồi thưa anh, nhưng mà cái nơi quan trọng nhất mà chúng ta đáng lẽ chúng ta phải treo là chúng ta lại không treo. Đúng rồi. Nam Quang nảy ra cái bao nhiêu năm rồi sáng kiến là chúng ta phải treo cái lá cờ của người Việt Nam ở nơi đây, tại vì nó xứng đáng thưa anh, nó là một cái symbolic, nó là một cái biểu tượng của tự do dân chủ, cái biểu tượng mà không chỉ là người Việt Nam của chúng ta mà những người mà yêu chuộng tự do, những đồng minh của chúng ta và cũng như là Hoa Kỳ, 58 ngày chiến sĩ Hoa Kỳ đã bỏ mình để bảo vệ nó, thưa anh. Vâng. Chúng ta phải có một cái lá cờ ở đây.
Rồi, như vậy là cái idea này Nam Quang rất là hay. I'm absolute. Thank you very much. Rồi, rồi trong cái thời gian vận động đó, từ khi mà bắt đầu đưa cái idea đó ra rồi vận động như thế này thế kia, thì có cái sự phản đối gì của bên phía Kim Ly Hồ hoặc là những cái nghị viên khác họ có Vâng, thưa tỏ anh, lên kiến không? vào khi mà Nam Quang đưa ra cái sáng kiến này thì anh Chí Cho Lê Nguyễn, anh thị trưởng của thành phố mình đó là anh Chí Cho Lê Nguyễn, mà quý vị cũng đã nhiều lần được ý kiến ở trên đài của anh Đức, thì anh Chí Cho Lê Nguyễn là ủng hộ ngay lập tức, thưa anh, cũng giống Vâng. như là Amy Conquest là người đồng bảo trợ cho cái resolution này, cho Cho cái dự luật đó. cái dự luật này, thưa anh. Thì khi mà chúng tôi đưa ra thảo luận vào những cái ngày mà họp hội đồng thành phố đó, thì ông nghị viên Carlos Manzo là người Mỹ đó, ông ta không có dám chống cái dự luật này. Thì anh, lúc đó ông ta không có dám chống ra mặt, tại vì ông ta biết là nếu mà ông ta chống đó, thì là ông ta sẽ gặp cái sự là sẽ gặp cái sự phản kháng của cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở đây. Cho nên là ông ta đi một cái đường vòng, ông ta là cái người hay đi đường vòng, mà ông ta nói bây giờ nếu như mà treo cái lá cờ của người Việt Nam ở đây thì chúng ta cũng phải treo lá cờ của những người LGBT, rồi bất cứ những cái người, những cái tổ chức nào khác mà có cờ chúng ta cũng phải treo, để cho chúng ta để cho tránh cái trường hợp mà bị kỳ tục và làm chúng ta không có phe. Thì nó quan thấy đây là một cái, nghe nó quan nói với là một người, nó quan nói đây là một cái lời giải thích nó rất là trẻ con, thưa anh. Nó giống như là ông ta không có trẻ con không có được trẻo cái xong rồi kia phá lâm hết đó, giống như là không ăn được đập đổ đó. Ông nói chứ bây giờ list hết đi, list hết ra tất cả những cái tổ chức nào mà có cờ là cho vô hết, nói như vậy được không anh? Cái lá cờ này á, nó không phải là một cái lá cờ của một cái tổ chức giống như LGBT hay là của ông nói là nếu mà Amy Farnworth nói nếu mà tụi KKK, tổ chức KKK nó đòi chia cho chia luôn hả, nó gật đầu luôn anh. Thì bởi vì nó quan nói là đây là một cái hành động rất là vô trách nhiệm của một người mà ngồi trên ghế nghị viên như vậy, nó quan thấy rất là vô trách nhiệm. So sánh lá cờ của người lá cờ Việt Nam Cộng hòa của chúng ta là một cái biểu tượng của một cái sự hy sinh của mấy trăm ngàn người, chưa có tính là có khoảng chừng ba trăm ngàn người là sau chiến tranh là bị đi vô những cái nhà tù của cộng sản, và có cả triệu người bỏ nước ra đi, mà trong đó cả gần như là một nửa là hy sinh ở trên biển cả, là chết ở trên biển cả, để anh bỏ mình trên biển cả. Thì làm sao mà có thể so sánh những cái lá cờ của những cái tổ chức thông tin với cái lá cờ này được ra? Thành ra Nam Quang nói là cái ông này là cái ông tào lao, Còn còn Kimberly Hồ thì sao? Kimberly Hồ bỏ phiếu trắng thì bỏ phiếu Kimberly trắng. Hồ. Cái này hay là thưa anh, và khi mà Nam Quang đưa ra cái nghị quyết này thì ông nghị viên Carlos Mazo là ông không có muốn bỏ cho cái chuyện này ra, ông em mấy ông muốn nó đem hết tất cả những lá cờ khác ra ông chơi luôn, thì ông làm một cái substitute motion là như vậy đó. Nhưng mà cái substitute motion đó của ông là bị fail, là tại vì Nam Quang, Chí Cho Lê Nguyễn và Amy Phan West không có bỏ cho cái substitute motion đó của ông, và nhưng mà cái substitute motion đó lại được Kimberly Hồ ủng hộ. Có nghĩa là Kimberly Hồ nói ok bây giờ treo lá cờ này thì cũng sẽ treo những lần lá cờ khác, đánh đồng cái chuyện cái lá cờ linh thiêng của người Việt Nam của chúng ta với lại những lá cờ khác là một cái, nó qua coi đây là một cái sự sỉ nhục ra, một cái sự sỉ nhục. Thành ra Kimberly Hồ là Kimberly Hồ, nó qua nghĩ là không có xài được, cô ta không có xài được. Thì sau khi mà cái substitute motion đó nó bị fail rồi á, thì nó go back lại cái nghị quyết chính của Nam Quang đưa ra đó ra, thì ông nghị viên Carlos Manzo ông bỏ phiếu trắng, có nghĩa là ông thua cái substitute motion rồi. Bây giờ mà ông không có muốn ủng hộ cho cái nghị quyết của người Việt Nam của chúng ta đưa ra thì ông bỏ phiếu trắng. Còn khi tới lượt Kimberly Hồ bầu á, Kimberly Hồ ngần ngừ không biết bầu như thế nào. Ok, nếu như mà bầu theo Carlos Manzo thì sợ cộng đồng Việt Nam mình nói ấy nhỏ này phản bội không có bầu cho cái nghị quyết này, còn nếu như mà bầu
còn giờ Hồ Chí Minh thì lại thấy cũng hơi khó xử chứ, giờ chống mình và cái này là cái nghị quyết do Nam Quang đưa ra đó, mà bả thì không thích Nam Quang nữa, cho nên bả người là không biết màu như thế nào, thế anh không biết màu như thế nào mà nói ok thôi bây giờ chờ bả chút xíu đi, mọi người bầu hết đi xong rồi quay lại bả để bả bầu. Mà cuối cùng quay lại bả thì lúc bả vote thì bả vote yes, là tại vì bả biết chắc là nếu mà bả vote mà bả vote no là bả đừng có hòng mà bả tranh cử cho cái kỳ tới, thế anh còn Việt Nam chúng ta là sẽ tẩy chay bả, mặc dù hiện giờ là đã tẩy chay rồi, nhưng mà nếu như mà không có vote cho cái resolution này đó thì là người ta còn ghét bả hơn nữa, cho nên là bả không có cách nào, tức là không có con đường lựa chọn đó, tức là không có con đường nào lựa chọn, không có lựa chọn, không có lựa chọn, thành ra ok bấm bụng mà vote yes thôi, thế anh. Nhưng mà trước đó là đã ngần ngừ rồi, không biết vote làm sao rồi, mà cái này là một cái resolution nó quan trọng vô cùng đối với cộng đồng Việt Nam của chúng ta, mà bả như vậy đó, thì Nam Quang nói với lại quý vị khán giả là với lại cộng đồng của chúng ta là khi mà quý vị vote thì quý vị phải nên nhìn mặt mà vote, chứ còn những cái mà Nam Quang với lại các anh em đưa ra nói người này nói hồi trước cộng đồng Việt Nam còn recall bả đó, thưa anh, thì cái đó là cũng là đúng thôi, chứ còn không có phải là sai đâu. Rồi bây giờ như vậy hiểu rồi. Bây giờ ông nghị viên cho Huy Đức hỏi một cái này. Anh thấy ba cái trụ cờ đó bây giờ đã đủ cờ rồi, tức là cái cờ ở giữa là cái cờ của Hoa Kỳ và cái cờ là POW. POW là ba cái chữ gì quên mẹ nó rồi, để từ từ nhớ lại. Một cái cờ bên này đó là của California, cờ bên này là person of mission MIA là mission in action, là MIA. Còn POW đó là cái gì, of war đó, prisoner of war, prison of war. Bây giờ đó anh nhìn thấy là anh thấy là sẽ bị đánh đó. anh thấy cái tình trạng này đó là mình bỏ công ra mình làm. Bây giờ anh thử hỏi thì theo như vậy cái lá cờ vàng ba sọc đỏ treo ở đâu? Thưa anh, cái vấn đề chỗ này, cái trụ cờ bây giờ phố, đúng rồi. Khoan để anh nói cái đây. Cái cờ Hoa Kỳ là chắc chắn là mình không có hạ nó xuống. Không có hạ được rồi. Bây giờ đó, thưa anh, cái vấn đề này bây giờ một cái chính là mình đã thông qua cái resolution này rồi. Rồi. Sắp tới thành phố họ sẽ phải bàn với nhau để mà họ coi là họ để cái lá cờ của mình. Từ vì hai cái trụ cờ hai bên đó bây giờ họ làm nguyên tắc rất là đúng, tức là lá cờ quốc gia là cao hơn cái lá cờ của tiểu bang và thành đúng phố. Đúng rồi anh, họ phải theo cái protocol đó anh. Protocol mà bây giờ một trong hai lá cờ đó mình còn cũng không thể hạ được, cũng không thể hạ cờ tiểu bang xuống mà không thể hạ cờ. Bây giờ cho hạ xuống một cái thì mình treo cái cờ vàng nó vẫn thấp hơn cờ Mỹ, tức là giữa hai quốc gia nó có vấn đề. Mà bây giờ lấy cái cờ POW xuống treo cái cờ vàng ở dưới đó thì bảo đảm là nếu mà anh nhìn ba cái trụ cờ đó thì cờ tiểu bang vẫn thấp hơn cờ của Hoa Kỳ nha thưa anh. Dạ, đúng đó, thì không có ngang hàng nhau. Thì ba cái trụ cờ đó là ba trụ cờ đó là cờ của tiểu bang và cờ thành phố là nhỏ hơn rồi đó, thì mình không thể nào treo cái lá cờ vàng ba sọc đỏ mình ở cái trụ thấp hơn cờ Mỹ được. Thì bây giờ treo sao, treo dưới lá cờ Mỹ hay là treo sao? Tại vì cái sự việc này nó đã xảy ra ở Florida khi mà mẹ nuôi anh ở cái chỗ đó, cái thành phố đó, ngay cái chỗ mà cái nó gọi là cái bùng binh đó, thì nó có một trụ cờ thôi, mà lúc đó bà vận động được thành phố Orlando cho treo lá cờ vàng, bà mới là làm treo cái lá cờ vàng ở dưới lá cờ Mỹ. Và bác sĩ Trịnh Hội rồi gì đó, bác sĩ gì đó, rồi nguyên cả một đám á, vô chửi tơi bời qua lá, chửi banh chành hết. Mà nó bây giờ mình không có cách nào hết. Mình có một trụ cờ thôi, bây giờ sao? Thành ra Nam Quang fit tới đâu, đừng để sau này những cái chuyện đó đáng tiếc xảy ra. Bây giờ anh dòm ba cái trụ cờ, anh không biết là bây giờ tới cái ngày 28 đó, bây giờ cái cờ vàng quốc gia của mình treo ở đâu đây, anh cũng chưa nghĩ ra nữa nè. Thưa anh, nó có một cái vấn đề như thế này, là mình có làm cách mấy đi nữa thì có những người nào họ cũng lôi ra để mà họ đánh đấm thôi ra. Thành ra mình làm mà có những người chống đối thì chắc chắn là sẽ có những người chống đối rồi. Mình làm là vì quần chúng, là vì số đông. Còn những cái người một vài những cái cá nhân nhỏ nhỏ chống đối thì cái đó mình không thể nào mà mình không thể nào mà mình tránh khỏi cái chuyện đó, thưa anh. Đúng rồi. Mình
làm vì cộng đồng, đau khổ vì chứ cũng rất là đau khổ. Chắc giờ chắn, vô nó chắc chắn là sẽ có cái sự chống đối, không không cái này cũng cái khác chứ anh. Bất lỗi bất phải đủ không thứ phải vì những cái sự chống đối đó mà mình không làm thì mình phải làm thôi. Bây giờ mình nghĩ mình figure it out, nếu mà hội đồng thành phố dựng lên một trụ cờ nữa đó bằng tương đương với cái cờ trụ cờ Mỹ thì nó quá đẹp, nhưng mà anh nghĩ là hội đồng thành phố chắc em, không làm đó. Hiện giờ thì Nam Quang nghĩ là họ sẽ không có làm đâu thưa anh. Dạ, yeah, không làm đó. Thì bây giờ trong ba cái trụ cờ đó, figure it out là cái cờ của Việt Nam mình sẽ treo như thế nào. Nếu mà treo ở dưới lá cờ Mỹ đó thì ở dưới lá cờ Mỹ lấy cái POW xuống treo lá cờ Việt Nam lên thì mình cũng bị đánh. À, mình cũng bị đánh phá nó Mỹ nằm trên Việt Nam rồi, tại sao treo lá cờ Việt Nam nằm ở dưới và bây giờ treo hai cái trụ hai bên đó, nếu mà treo hai cái trụ hai bên đó họ cũng bị đánh luôn. À, tại sao lá cờ Việt Nam lại treo thấp hơn cờ Mỹ rồi, đó là đã nghĩ không ra luôn bây giờ. Hồi lúc nãy đó thì anh là Nam Quang có mặc một cái áo, Nam Quang có mặc một cái áo thun có in hình cờ Mỹ với lại cờ Việt Nam Cộng hòa của chúng ta ở trên cái áo thun đó. Ừ. Là do một cái người bạn rất là chân quý tặng Nam Quang. Thì cái lá cờ đó khi mà Nam Quang mặc á, cái áo đó mà khi mình mặc á là mình vì mình tự hào mình là người Việt Nam Cộng hòa, okay. Mình cũng là người Mỹ luôn. Thì cái áo khi mà họ design á là họ in cái cờ Mỹ ở phía trên và cái cờ Việt Nam cờ bạn dưới. Anh hiểu không? Nó anh chỉ là thấy phần có thấy cái áo thôi. Đó. Ừ. Thì đó. Nội mặc cái áo đó không là cũng có người chửi rồi. Thành ra anh thấy không? Nó họ không có nghĩ đến chuyện là ồ là cái áo đó là người ta vì người ta yêu quý, người ta trân quý lá cờ, người ta in lên trên cái áo đó để cho mọi người mặc này nọ. Thì nó chỉ phần là một cái phần của design thôi. Mà nhiều người khi mà họ muốn bôi móc ra, mình nói là bỏ ra ma mà có nhà ra rác mà thì anh. Chắc chắn là nếu như mà chúng ta muốn chỉ trích thì sẽ có muôn vàn lý do để chỉ trích, không có cách gì mình tránh khỏi. Cho nên là khi mà mình làm thì mình cứ phải làm. Trên cái đường mình đi có những người họ phản đối mình thì mình cũng lắng nghe họ. Nếu như mà họ phản đối đúng thì mình sẽ khắc phục. Còn nếu như mà họ phản đối mà mình nghĩ là nó chỉ là một vài cái ý kiến cá nhân so với lại cái sức mạnh của quần chúng, cái mong ước của quần chúng, họ đi ngược lại cái mong ước của quần chúng thì mình vẫn tôn trọng cái ý kiến của số phần. Cái đó là vấn đề dân chủ đó, cái đó là dân chủ. Dạ. Không mà Nam Quang để ý những cái người mà chửi Nam Quang đó, những cái người đó họ đâu có mặc áo, họ không bao giờ dám mặc cái áo có cờ Việt Nam Cộng hòa cả. Không bao giờ dám mặc cái áo cờ Việt Nam cờ vàng đó, nhưng mà mình mang là họ chửi thì thôi đó chuyện ơi. Nhưng mà hy vọng rằng đó là anh chỉ nè, tại vì buổi bây giờ nó lạnh quá, thành ra Nam Quang mặc cái áo khoác vô, chứ còn bình thường đây Nam Quang mặc cái áo phía trong cái áo vest của Nam Quang phía trong nào có cờ vàng cũng được. Tôi cờ vàng chứ xong rồi có nhiều người nói chứ ủa sao cái cờ vàng nhỏ quá vậy, có nhiều người lại nói tại sao anh không đeo cái pin chứ xong rồi đeo pin vô rồi nói ủa tại sao đeo cái pin đeo cái nhỏ vậy, đáng lẽ phải đeo khăn quàng huy đức chứ. có cái khăn chưa Nam Quang, có cái khăn chưa? Mai mốt đi đâu mà không có giống như là chắc ăn đó, cứ chuẩn cái khăn vô xanh, cứ chuẩn, không thằng nào đánh phá gì được hết đó. đi đâu cũng chuẩn cái khăn đó vô là giống như cái linh bùa rồi, không thằng nào đánh phá được hết. Thì bây giờ đó phía anh chỉ nhìn thấy cái đó là anh đã thấy được cái cục diện là Nam Quang bỏ chắc rất chắn là nhiều. Sẵn đây mình nói luôn là Nam Quang không có quyết định về cái vấn đề treo cái vị trí nó treo lên như thế nào, mình chỉ là mình động cho có nghị quyết. Yes. Mình gọi là mình đưa ra cái nghị quyết, mình nói mình direct đó là city staff họ phải treo cái lá cờ rủ vào cái ngày 23 cho tới ngày 30/4 thì họ sẽ treo đúng theo cái protocol, thưa anh, là theo đúng cái luật người Mỹ, họ có cái luật treo cờ thì mình phải treo đúng theo cái luật đó, mình theo tuân thủ theo đúng gọi là đúng pháp luật, thưa anh, và đúng luật là đúng policy thì nếu như mà họ có cái policy đó thì mình phải theo đúng cái đó thôi. Yeah. Ok. Nam Quang sẽ không có
không có quyết định về cái đó. Và cái vấn đề mà vận động để có một cái nghị quyết, để có một cái dự luật, để nó có một cái nghị quyết giống như vậy thì Nam Quang đã làm xong. Còn bây giờ khi mà tới khi mà cái ngày 28, à xin lỗi ngày 23 đó, mà cờ treo như thế nào thì cũng lại do hội đồng thành phố tiếp tục figure out. Nhưng mà mình thấy được là chỉ có ba cột cờ và nó đã full, tức là cột cờ ở giữa cao, ở trên là cờ Mỹ, ở dưới là POW, tức là những người quân nhân mất tích ở Việt Nam. Một bên đó là cờ của tiểu bang California, một bên là cờ của thành phố Westminster. Thì bây giờ vận động được xong rồi, đó là bây giờ mà không biết là sẽ treo như thế nào thì chúng ta chuẩn bị. Thứ nhất là Nam Quang chuẩn bị tinh thần sẽ có nhiều kẻ đánh phá, thì cái vấn đề đó mình chuẩn bị sẽ bị đánh đá thôi, không sao đâu. Hình như là năm nhà của Nam Quang là cái vách bằng ván, thành ra chuẩn bị xi măng để mà có nhiều gạch chọi vô để lượm gạch sắp lên để xây cái building, không sao hết. Nhưng mà rất là trân quý, tức là Nam Quang có cái tấm lòng và những cái lời mà Nam Quang hứa anh Quy Đức ơi, em mà vô xong rồi em sẽ làm cho anh coi. Hôm nay đó là phải nói rất là tuyệt vời. Một cái điều mà anh thấy rất là từ từ, step by step. Ok. Rồi bây giờ anh về cái phương diện mà chính trị đó, thưa quý vị. Có nhiều người là nóng bồn, có nhiều người rất là nóng bồn muốn cái là làm liền. Nhưng mà thưa anh với lại thưa quý vị, trong cái vấn đề vận động mà để ra một cái nghị quyết để mà trên cờ không có đơn giản một chút nào, thưa quý vị, chúng ta bị sự chống đối của người bản xứ nữa, chứ không phải là chỉ có là chúng ta muốn làm gì thì làm thôi. Thưa quý vị, nhiều người không có hiểu cái công việc là người Mỹ bản xứ. Có một số người họ nói chứ tại sao đây là đất nước Hoa Kỳ, các anh tới đây là các anh đừng có thay đổi đất nước Hoa Kỳ, các anh đừng có lấy cờ của các anh treo bên trên này. Rồi họ chửi là khủng khiếp. Thưa quý vị, nếu mà quý vị có cái dịp, những cái dịp mà coi những cái buổi họp của hội đồng của professor Anh Đức đã coi rồi và rất nhiều người đã coi rồi, thì quý vị biết là thành phố Westminster là một cái thành phố mà nó khủng khiếp nhất, thưa quý vị, nơi mà những nghị viên và những thị trưởng cũng giống như là phó thị trưởng hội đồng thành phố là được người dân họ lên họ lao ó, họ dùng những cái từ ngữ rất là thô tục để mà họ chỉ trích hội đồng thành phố. Mà đây là một trong những cái mình thấy là những thành phố Washington mình bị một cái nạn đó, thưa anh. Những thành phố khác họ cũng bị, thành phố này họ cái nạn là những cái người họ không có việc gì làm, phải nói như thế, thưa anh. Họ suốt ngày họ lên trên này để mà họ chút giận của thành phố, có thể là ở nhà họ có những cái gì đó họ không có vui, họ không bằng lòng, họ bị bực dọc gì đó, họ cứ đem tới hội đồng thành phố để mà nhưng mà ở cái đất nước Hoa Kỳ này, thưa quý vị, luật lệ bắt chúng ta phải mình gọi là freedom of speech, là tự do ngôn luận, mình phải cho người dân bày tỏ cái quan điểm người ta, mặc dù là cái quan điểm đó của họ nó không có dính dáng gì đến những cái business của thành phố, hoặc là nó họ vô đó họ thuần túy họ chỉ để mà họ chút cái sự bực dọc của họ lên trên mình cũng phải nghe. Đó là như vậy. Cái nhìn đó tại sao anh Nam Quang, tại sao mình không lấy cái quyền của mình để mà mình làm này làm kia, mình không cho họ nói, cái đó không có, thưa quý vị. Đất nước Hoa Kỳ là đất nước tự do về dân chủ mà, quý vị, tự do về nhân quyền, thành ra chúng ta không có cách nào để chúng ta bịt miệng người dân hết. Chúng ta phải cho người ta nói, mặc dù là người ta nói những cái điều mà mình có thể mình không muốn nghe. Ok, bây giờ đó là cảm ơn Nam Quang rất là nhiều. Bây giờ đó là sẽ có cái phần 2, tập 2 khi mà bắt đầu tới ngày 22, 23. Khi nào sẽ mà... có nhiều. Khi nào mà có cái figure out mà thành phố, hội đồng thành phố họp lại là để treo cái lá cờ đó ở đâu và treo như thế nào, đó là Nam Quang báo cho anh Huy Đức biết. Có gì anh mời Nam Quang kể như là cho chút một thời gian để mà báo cho đồng bào biết là cái lá cờ chúng ta thể treo như thế nào và những người ở thành phố đã chấp thuận nhau như thế nào, để tránh những cái trường hợp mà phải nói rằng khi mà họ phá thì họ cố tình phá rồi, nhưng mà có một số không có tránh được đâu anh, không mình nói là nói rồi thôi, mình thông báo thôi, thông báo thôi rồi đánh phá ai là chống và giờ chắc chắn là sẽ có, nhưng mà có bây giờ nó theo như không có ngày để đối đầu chứ.
Theo như anh là bốn mươi mấy năm rồi ở Westminster chưa có vị nào làm được điều đó, mà Nam Quang làm được điều đó là ok rồi. Bây giờ cứ có cái cờ vàng trên những cái trụ cờ của City Hall là bơ phịch cái đó rồi mình sẽ fix cái nào. Trong vừa qua ở về California đó, trong có một buổi phỏng vấn mà liên quan tới vấn đề mà đi dự tiệc ở Va Ba đó, thì hôm đó đó là anh chăm chú mà để viết những cái câu hỏi xuống rồi hỏi Nam Quang để Nam Quang trả lời những cái thắc mắc của tất cả mọi người. Thì sau đó đó thì bà hàng xóm anh mới nói, chứ hồi nãy Nam Quang nói hố một câu hơi nặng. Cái hỏi ủa chứ câu gì, thì bà hàng xóm nói là Nam Quang nói là chó sủa mặt chó đoàn lữ hành đi vẫn cứ đi, cho nên cái cảm giác của em á, Nam Quang không có nói rõ ngọn ngành cái cảm giác đó là Nam Quang sẽ bị đánh, là bởi vì mọi người họ sẽ nghĩ là Nam Quang chửi họ. Thì bây giờ anh muốn xác định lại Nam Quang nói cái câu đó là Nam Quang muốn chửi tất cả mọi người, hay là chỉ chửi những cái bọn mà Kimberly Hồ, hay là Phát Bùi, hay là cái bọn mà đang đánh phá ở California? Cảm ơn anh đã hỏi cái câu hỏi đó để cho Nam Quang có cái cơ hội để Nam Quang nói rõ chuyện đó đưa cho anh. Người ta nói là có tật giật mình mà. Nam Quang nói cái câu đó không có hố thì anh. Nam Quang nói cái đó có chủ ý là ngoài. Nam Quang không có nói hố. Anh biết là cái việc mà anh em dân cử làm đó với anh là chỉ muốn là xây dựng cộng đồng của chúng ta vững mạnh, làm tất cả những cái gì mà nó tốt cho cộng đồng hết, nhưng mà chúng ta không có thể nào loại trừ được những cái thành phần chống phá của thành phần chống phá của chúng ta, trong đó là thành phần GDP và màu đỏ rất là nhiều. Tại vì bây giờ họ chỉ ngồi ở bên Việt Nam, họ đánh vài comment qua là được rồi, họ có thể họ chọc thông cả cánh xe nên chúng ta một cách rất là dễ dàng. Bữa hôm qua tôi nói với Ngọc Hiền TV là Ngọc Hiền anh rất là buồn là có nhiều anh em là chỉ ngồi ở trên lúc mà đang livestream bị từ bò đỏ nó chỉ có đánh một cái comment thôi, ra là anh em ở bên này là lộn 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 nhào lên, bắt đầu chửi lộn nhau. Thì nó qua nói ủa hồi xưa từ Việt Cộng nó dùng bom đạn rồi nó đánh nó cướp miền Nam của chúng ta thì ok thì còn nói được, thì mình còn nói là tụi nó còn phải bỏ ra ra công sức bom đạn rồi này nó đánh phá mình, nó cũng phải rất là khó khăn để nó chiếm miền Nam của mình. Còn bây giờ nó chả tốn một viên đạn, nó chả tốn một cái gì hết, nó chỉ có ngồi trên bàn phím nó đánh máy nó thọc sâu vô cái xong anh em ở bên này chửi nhau lốn xộn hết. Thì ra cái đó là cái mà Đăng Quang muốn nhấn mạnh cho quý vị khán giả cũng như là mọi chúng ta, đó là những cái thế lực bất cộng với là những đám Việt Giang bên này cũng như Phát Bùi, Kimberly Hồ, Phạm Kim Long, Phan Kỳ Nhân, rồi cái đám lính Tôm Hùm nữa, những cái đám Việt Giang đó nó luôn luôn nó sẵn sàng nó đánh phá chúng ta. Thì những cái đứa đó là những cái đứa mà Đăng Quang nói là những cái đứa, những cái nhóm đó là những cái nhóm mà họ đang sủa đó, những cái đám mà đang sủa đó, thì Nam Quang mới nói những cái đám sủa đó chứ còn quý vị không sủa thì Nam, hay là quý vị không có nói gì thì Nam Quang đâu có nói quý vị. Thì sao tự nhiên Nam Quang đi Nam Quang chữa đồng bào của mình, Nam Quang chữa chiến hữu của mình, hay là Nam Quang chữa bạn bè của mình? Không có, đừng có tục có tật mới rụt rịch. Chứ còn Nam Quang nói cái đó, cái vấn đề chủ đích là Nam Quang muốn nói cái đám đang chống phá, đang làm phá hoại tan tành cộng đồng người Việt Nam của chúng ta ở Hoa Kỳ. Dạ vâng, thì anh cũng hiểu được cái điều đó, nhưng mà bây giờ đó là theo như cái dư luận đó thì họ đều nghĩ rằng đó là Nam Quang còn nếu như mà chửi tất cả mọi những người thì cô bác anh chị, nhưng mà nếu mà những cái cô bác anh chị vừa rồi thì có bị tiêu là ok bị hết thì ok Nam Quang xin lỗi chuyện đó. Nam Quang lần sau Nam Quang sẽ nói rõ hơn. Cho một câu xin lỗi chân thành Nam Quang đã nói rõ rồi. Bây giờ Nam Quang đã nói rõ rồi. Cho một câu xin lỗi chân thành, tôi nghị viên Nam Quang, tôi không có ý xấu là nói là chửi hết mọi người, tôi chửi bọn phá hoại, tôi chửi bọn bò đỏ, mà nếu có xúc phạm đến quý vị cho Nam Quang xin lỗi. Trời ơi, em nghị viên mà em nhớ cái text message anh Quy Đức gửi cho Nam Quang không? Anh Quy Đức có nổi khùng nổi điên chửi hết thiên hạ, anh Quy Đức được cái quyền, nhưng mà Nam Quang đã ngồi ghế nghị viên thì không được. Không có được quyền, bởi vì làm nghị viên nó rất là khó, No. Cái đó không phải Nam Quang nha. Đám bò đỏ, đám gì Nam Quang chửi hết á. Ok, không phải là nghị viên mà mình không chửi nha. Mình chỉ tôn mình trọng ngồi những người nào mà mình ngồi đáng trong xứng cái đáng ghế được tôn ở trọng trong thôi. thi đấy ngồi cái Không, ghế mình không trong có chửi bậy bạ. Thưa cái anh, mình không bọt có đó. chửi bậy bạ, mình không có chửi DM hay là gì thưa anh. Đó là cái Thì chuyện đó không làm. thì đâu có Và được quyền đâu. Nam Quang không bao giờ làm cái chuyện đó, trừ cái kỳ vừa rồi, cái kỳ 3 năm trước, 3 năm đại dịch là cái đám Hoàng Kiều với Phát Bùi. Họ đi ra họ phát ba cái gói mì tôm với lại ba bốn phao gạo cho người dân trong cái lúc mà
chính phủ liên bang với lại chính phủ tiểu bang, họ nói là phải ở nhà, cái lệnh mà shutdown đó là phải ở nhà để tránh dịch lây lan. Thì cái đám này nó kêu gọi người dân ra để nó phát cho ba gói mì. Cái đó là cái lúc mà Nam Quang rất là giận, là vì sao họ họ đặt cái quyền lợi chính trị của họ lên trên cái sinh mạng, cái tánh mạng của cộng đồng chúng ta. Thành ra cái bữa đó Nam Quang cầm cái phone đi ra ngoài, đi ra ngoài cái chỗ mà phát mì gói của họ đó, Nam Quang chửi họ. Và cái đó Nam Quang không có rút lại lời xin lỗi như thế anh, tại vì Nam Quang chửi rất là đúng. Cái đó anh đồng ý, cái đó là máu của đồng bào chúng ta đâu, chúng ta đâu quan chửi. Còn trước từ sau đó Nam Quang chửi, bây giờ Nam Quang chửi cái gì hết, cái đó không phải là cái con người của Nam Quang. Dạ đúng rồi, nhưng mà anh nói cái buổi live stream đó, cái buổi live stream cái đó được tôi nói, nhưng mà cái đó Nam Quang nói là Nam Quang nói à. Còn bây giờ tôi nói vẫn còn làm những cái chuyện đó, Nam Quang sẽ vẫn lên án tụi nó đó thưa anh, chứ còn không phải là ủa tại sao mình lên làm mình riêng rồi mình không có quyền lên án cái xấu hả thưa anh? Có chứ. Nhưng mà cái ở trong cái chỗ ý anh nói là trong cái chỗ buổi họp đó, khi mà ngồi trên cái ghế ở trên đó, đừng có nổi nóng đứng lên chửi thề chửi tụi nó là rất là khó đó. Không, chưa bao giờ đó. Nhưng mà nếu như mà họ không có tôn trọng những cái gì, những cái luật lệ trong hội đồng thành phố thì năm qua thì sẽ chửi thề lúc đó. Có gì để từ từ mình tỉnh xong nói là chờ tao họp xong rồi ra ngoài bật coi tay đôi. Đó thì không có rồi, đó thì không có rồi, nhưng mà đó là còn tụi bay cương đấy, tao kêu nếu tao xuống thì kêu thằng chấm xét chúng mày coi tay đôi mình mới có đương đầu với là những thế như thế lực xấu ra. Đấy, vì thì vậy cho nên anh mới biết, anh nói rằng ý của Nam Quang đó là nói cái đám phát bùi Kim Lê Hồ chứ không phải chửi hết mọi người đâu, đừng có nghĩ giống như vậy. Tại vì Nam Quang nói ví dụ như nói là cái bọn mà nó đánh phá đó, thành ra cái bọn mà đánh phá nó chó sủa mặt chó, đoàn lữ hành đi vẫn cứ đi là rất là bình thường, nhưng mà rất là nhiều người họ cái cảm giác nhận giống như là Nam Quang phủ nhận hết rồi, Nam Quang nói giống như vậy. Thì có những bác nói là Huy Đức ơi, con có thể nhắn lại với Nam Quang làm sao để Nam Quang nói một câu gì cho chú bác mát ruột hay không, thì anh có nói là con không dám hứa, nhưng mà con nghĩ Nam Quang là người biết lắm. Anh không cần phải nhắn ok. Nó như thế này, Nam Quang thưa quý vị, nếu như mà trong cái lần trước mà Nam Quang có nói những cái gì đó mà quý vị có thể hiểu lầm Nam Quang đó, thì Nam Quang nhân cái ngày hôm nay Nam Quang cũng xin lỗi các cô các chú bác với lại các quý vị lắng nghe mà hiểu lầm Nam Quang đó, Nam Quang cũng xin lỗi rồi đó. Yeah. Okay. Well, very good. Yeah, they were very good professional. Bây giờ cho anh hỏi Nam Quang một câu nha, cái này nó hơi personal chút. Gia đình em đến Mỹ là đi theo diện gì, vượt biên hay là đi hát ô hay sao của Nam Quang? Bố đi đến Mỹ. Bố em là chuẩn úy của tâm lý chiến. Tại vì anh hỏi một câu để anh ban một người, ok? Tức là Trí Nguyễn. Bây giờ mình mới xin phép Nam Quang thay mặt Nam Quang để chửi Trí Nguyễn một câu rất là ngu, viết một cái câu rất là ngu. Ba của Nam Quang là thằng nào ngủ, thằng nào ngủ làm sao đi diện hát ô? Nếu mà ba của Nam Quang là cái kẻ đào ngũ thì là trốn lính đào ngũ làm sao đi đến Mỹ này được diện HO. Thành ra có nhiều người đó họ hình như là cái miệng đi trước cái não nó như thế nào đó. Ok? Bây giờ đó mình chứng minh liền cho anh chị em thấy, chứng minh liền. Một thằng lính đào ngũ không ở trong quân đội, không ở tù 3 năm, hơn 3 năm 6 tháng gì đó thì làm sao được đi giấy tờ để mà Mỹ nó phỏng vấn, làm sao làm giấy tờ để được đi HO. Cẩn thận, đừng có lấy information, tất cả những information của Tạ Phong Tần rồi đánh tầm bậy tầm bạ. Mình thấy rất là kỳ cục. Sorry Nam Quang, ok. Đó. Rồi, bây giờ đó thì thấy Nam Quang đã coi đồng hồ rồi. Và thứ nhất là bây giờ anh thay mặt cho tất cả quý chú bác, quý bà, anh chị em, cảm ơn Nam Quang là đã figure out, đã có cái idea là làm sao để chúng ta treo được cái lá cờ quốc gia Việt Nam ở ngay tại sân của City Hall của Westminster. Không biết là nằm ở vị trí nào anh cũng chưa có hiểu rõ lắm, nhưng mà đã được hội đồng thành phố chấp thuận. Và cái vế thứ hai là bây giờ nó đã ngoài tầm tay của Nam Quang rồi, thì bây giờ cái vế thứ hai là để cho những cái vị đó là figure out như thế nào, làm sao và treo ở đâu, thì cái phần đó là cái phần thứ hai. Thì thay mặt cho tất cả mọi người cảm ơn Nam Quang rất là nhiều.
vừa đậu nghị viên xong, vừa chưa có thời gian bao lâu mà đã làm được một cái việc phải nói rằng đó là mọi người mong đợi. Và những cái việc kế tiếp trong cái vấn đề vận động cái trụ cờ ở Phước Lộc, họ cứ cố gắng giống như anh Charlie Nguyễn Mạnh Trí nói là cái step thứ nhất, step thứ hai, mà anh biết Nam Quang, anh biết Nam Quang và anh Mạnh Ngô Kỷ đều mong muốn cái step thứ hai, cái hình ảnh thứ hai sẽ được có trong một cái ngày gần đây. Thì cố gắng lên, ai nói gì nói, khó khăn gì vậy đó. Cảm ơn anh Huy Đức. Sẵn hồi nãy Nam Quang nãy bị carry on ra, mình quên nói cái vụ về vấn đề vận động thưa quý vị. Mình đừng, tại vì sao thưa quý vị, cái mà mình muốn có thể không là cả những cái người khác họ không có muốn, cho nên bởi vậy mình mới gọi là mình vận động đó thưa quý vị. Mình vận động là mình phải thuyết phục người này, mình thuyết phục người kia, mình thuyết phục dân cử, mình thuyết phục người dân, mình vận động để cho cái mà mình muốn, mình mong muốn nó thành ra hiện thực, thì đó mình gọi là vận động. Nhưng mà cái vận động đó chưa chắc là nó sẽ thành công. Có thể là mình vận động một cái chuyện gì đó nó thành công, nhưng mà mình vận động hai ba cái khác nó không có thành công. Nhưng mà mình không phải vì vậy mà mình từ bỏ cái điều mà mình đang mong muốn, mình đang vận động cái gì đó. Nhưng mà phải phải giữ cái suy nghĩ là thưa quý vị, khi mà mình vận động là mình phải chấp nhận cái chuyện là có thể được và có thể không. Cái đó là cái mình gọi là vận động đó. Chứ còn không phải là cái này là mình có quyền mình phải ép người ta là ê, tôi muốn cái này, anh phải làm cho tôi này. Hay là anh muốn cái kia và họ bắt mình phải làm cho họ không. Đây là một cái thể chế dân chủ, nhà nước dân chủ, cho nên là mình phải làm theo đúng luật rồi quý vị. Thì cái vấn đề nó qua nói rất là nhanh đây, là cái vấn đề nó qua không muốn vô chi tiết, tại vì cái này là anh Charlie đi đã trình bày rồi. Cái vấn đề vận động ở phía bên chỗ ông Triều Phát để ông kia cái lá cờ đó, là mình phải vận động bằng lý, bằng tình, Tình. đủ thứ hết thưa quý vị. Tại vì cái đó là cái miếng đất của tư nhân và họ có quyền, họ không có kia cái lá cờ đó. Họ có quyền, mặc dù là mình nói này nói kia, mình nói nhân nói nghĩa này nọ, họ có cái quyền từ chối cái việc đó. Cho nên mình phải làm sao bằng mọi cách mình cố gắng mình thuyết phục họ, mình không có năn nỉ họ, nhưng mà mình phải dùng nhiều nhiều thứ kết hợp lại để mình trình bày cho họ thấy ồ, cái này là một cái gì hai bên cùng có lợi, cái này anh thực hiện theo cái nguyện vọng của người dân thì người dân họ happy hơn, họ sẽ tới, họ support cho cái business của anh, thì lúc đó anh có tiền nhiều hơn. Thành ra đó là cái vấn đề mình thường thường trong vận động là mình phải gọi là win-win situation, đó mình phải làm sao cho hai bên cùng có lợi để họ thực hiện cái chuyện mình muốn mà mình cũng đem lại cái lợi cho họ. Đó là cái chuyện. Rồi, cảm ơn Nam Quang rất là nhiều. Thấy Nam Quang là coi đồng hồ 2 lần rồi, chắc là còn còn công việc gấp hay ra có chuyện phải đi nữa. Thì thay mặt cho tất cả các chatter của Huy Đức TV, cảm ơn ông nghị viên Nam Quang và phó thị trưởng Nam Quang đã có một cái bước đầu rất là tuyệt vời. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng Nam Quang cố gắng giữ vững tinh thần và cố gắng con đường phục vụ cho cộng đồng. Để chúng tôi còn tiếp tục bỏ phiếu cho Nam Quang trong nhiệm kỳ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, không dừng lại ở chức phó thị trưởng, có thể trong tương lai sẽ là ra tranh cử thị trưởng hoặc là dân biểu tiểu bang hoặc là thượng nghị sĩ tiểu bang gì đó, thì sẽ có được mọi người ủng hộ. Cảm ơn Nam Quang rất là nhiều. Thank you em. Thank you. Dạ vâng, rồi cảm ơn Huy Đức và cảm ơn quý vị khán giả đã nghe nghe đài của Huy Đức. Và quý vị cô bác đừng có buồn Nam Quang nha. Nam Quang nói là Nam Quang nói những cái đám mà chống phá đó, đó là cộng đồng, chứ còn người Việt mình, những người mà ủng hộ cho cái dân cử ở đây muốn xây dựng cộng đồng thì chắc chắn Nam Quang không bao giờ Nam Quang những là lẽ đó với lại các cô các bạn. Rồi, cảm ơn Nam Quang rất là nhiều. Thank you, thank you, thank you bro. Rồi, thank you.